Xin chào các bác nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho bác sử dụng cái con máy rửa bát TR5 của Panasonic. Đầu tiên là đây là cái máy, thì đây là nút mở ra để xếp bát vào. Nó có cái rãnh này để kéo ra này. Đây là con máy. Máy này là máy TR5 Panasonic của Nhật, hàng bãi đấy. Thì rất là đơn giản thôi các bác. Thì đây là các cái ngăn này, ngăn xếp bát. Thì mỗi cái này là một cái bát này, mỗi cái này là một cái bát, mỗi cái này là một cái bát đấy. Đây là tiện em hướng dẫn sử dụng thôi, chứ còn em không mang bát ra đây đấy. Còn cái này cũng thế, mỗi cái này là một cái bát, xếp theo cái này là xếp theo chiều ngang nhé, còn cái này xếp theo chiều dọc đấy. Chờ em tí em đi em lấy cái bát nhá. Lấy bát ra đây, sửa xếp cho dễ. Tại vì nhà em cũng dùng Panasonic, nhưng mà cái đời nó là con thấp hơn một chút, nên là nó. Đây, cái bát xếp như này nhá. Các bạn này. Xếp được rất nhiều bát các bạn này. Và cái bát xếp như này cũng được này. Thì nó có cái khay giữ bát đó. Thì đây là một nhá. Còn đĩa thì các bác xếp này đấy, các bác thấy không, nó có cái khay xếp đĩa này đấy. Đĩa dài thì các bác xếp vào khay này đấy. Cái này có thể xếp cốc, còn bên trên này là cũng có thể xếp bát nữa các bác này, xếp bát luôn. Nhưng mà đấy, xếp được rất nhiều bát các bạn. Các bác cứ xếp làm sao mà nó đấy. Thì đây là một cái kiểu nhá, đây là ít bát nè. Còn bên này á, bên này là ly cốc đấy. Ly cốc thì các bác xếp đây. Còn muốn các bác muốn là xếp xong to thì các bác bỏ cái giày ra, xếp xong to ở đây đấy. Còn đĩa thì các bác có thể xếp bên này kiểu như này. Bát to thì các bác có thể xếp ở trên này, không vấn đề gì nhé, kiểu như này đều được đấy. Ở đây cũng thế, các bác hoàn toàn có thể xếp theo kiểu như này đấy, tức là xếp ở trong rồi nhé, xếp một hàng ở trong như này rồi mình lại hoàn toàn mình có thể xếp được một hàng ở ngoài nữa, kiểu như này nhá. Tại vì đấy, kiểu như thế các bác nhá. Còn cốc thì các bác cũng có thể xếp ở trên này như này, kiểu như này đấy. Thì đây, cốc thì các bác cũng có thể xếp ở đây như thế này đấy, cứ miễn là cho được vào. Bởi vì cái con này nó rất là, nó có ba cánh quạt cơ. Đây là một cái cánh phun nước nữa, đây là một cánh này, đây là một cái cánh nữa này đấy, nên nó rất nhiều cánh phun nước đấy. Lại còn đây, ở đây nó có các cái vòi ống phun nước, nên là các bác cứ làm nào mà nước nó xịt được vào là được. Thì cái ống này này là để mục đích là mình sẽ luồn cái cốc vào đây, kiểu là cái đũa, các cái dĩa, cái thìa, cái ly ấy, thì cho trên này đấy. Đấy, nhưng mà hiện tại em không có cái dĩa thìa thì anh các bác nhá. Còn đây, cái này là để chuyên để các cái khay này là để chuyên để đĩa này đấy, nó có chân chay rồi. Đây đĩa to, còn chỗ này để đũa với thìa cắm vào đây rồi. Này, đấy là cái phần xếp nhá. Sau xem xong là bác ấn ở đây đấy. Thì hướng dẫn sử dụng thì đầu tiên đây là nút bật nút tắt đây, nút bật nút tắt, nút khởi động đấy, nút chọn chế độ, nút chọn chế độ sấy, tức là sau khi rửa xong thì nó sẽ sấy. Còn nếu mà các bác để thêm cái đèn này sáng nữa thì có nghĩa là nó sẽ khử khuẩn, tức là sau khi rửa xong thì cứ để bát ở trong này thôi, nó như là một cái chạn. Thì nó sẽ bơm khí nóng vào và bát giữ cho bát đũa lúc nào nó cũng kiểu như là nó nóng ấy, nó ấm. Đấy, nó rất là sạch. Đấy. Còn đây là hẹn giờ. Các bác bấm vào đây thì sau 4 tiếng nữa thì nó mới chạy.
Đấy. Còn đây là các cái chế độ rửa. Thì đây là chế độ rửa 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 bằng nước không nóng. Còn toàn bộ chỗ này bên trong này, các bác nhìn thấy không? 80 độ C, tức là toàn bộ những cái đèn bên trong này này là rửa bằng nước nóng 80 độ C, còn đèn bên ngoài là rửa bằng nước thường, nước 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 mát ấy. Nước nhiệt độ thấp. Thì đây là chế độ tiêu chuẩn, còn đây là chế độ mạnh. Còn đây là chế độ rửa nhanh. Đấy. Còn đây là chế độ rửa mà kiểu như là rửa vào ban đêm ấy. Đấy. Các bác nhá. Còn đây là cái chế độ tự vệ sinh máy. Rồi. Còn đây là các cái đèn trạng thái của nó. Đấy. Các đèn trạng thái, bao giờ tắt hết các cái đèn này thì coi như rửa bát xong. Đấy. Thì đấy là tổng quan về cái máy hướng dẫn sử dụng các bác nhá. Thì bình thường các bác sẽ để cho em cái chế độ tiêu chuẩn hoặc là cái chế độ mạnh này thì hoặc là ít bát thì bác chọn chế độ này. Đấy. Là ba cái chế độ hay dùng. Đấy, cứ để tiêu chuẩn hoặc cái này, cứ để cái này. Bát nó sạch. Đấy. Đấy. Con này nó rửa rất là sạch các bác ạ. Nên các bác cứ yên tâm nhá. Đấy, các bác mua con này về cho nó rẻ. Dùng được. Đấy. Sau khi chọn chế độ xong thì các bác chỉ việc bật ấn nút này là nó bắt đầu nó chạy. Thì sau khi chọn xong ấy thì các lần sau nó sẽ nhớ lại cái trạng thái lúc chọn lúc trước, thì các bác chỉ việc bật nguồn và ấn nút chạy, ấn đúng hai nút bật nguồn ấn nút chạy xong. Thế thôi. Vậy thôi nhỉ. Cho bác xem lại. Các bác đi mua máy thì các bác để ý cái gioăng này, nó xanh như này thì mua nhá. Nó xanh đi, xanh như này thì mua nhá. Đấy. Nó vàng thì thôi, nó vàng nó cũ rồi, nó xanh này nó còn mới. Thế bên trong nó còn sáng bóng này thì mua nhé, nó không bị gì han. À, trước khi xếp bát vào thì các bác nên tráng qua cái nước đi, cho nó sạch cái cơm thì nó sẽ sạch sẽ hơn, cái máy nó sẽ rửa nó đỡ bị rác ở chỗ này nhiều nhé. Các bác cứ tráng cơm đi, ăn xong các bác để một chậu nước đấy tráng qua cái cơm xong thả vào thì nó sẽ rất là sạch. Đấy, thế thôi các bạn. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Xin chào các bác.